VFS của VinFast có một cái cú niêm yết lịch sử, đúng không? Cổ phiếu đầu tiên của Việt Nam lên trên sàn Nasdaq của Hoa Kỳ và liên tục có những cái cập nhật liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đúng không? Có những lúc ông đã lọt vào đến cái top là nếu như tính cái thứ hạng giàu nhất hành tinh thì ông là thứ 16. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì các cái tổ chức xếp hạng những người giàu lớn như là Forbes, Reuters, Bloomberg thì họ đều đã bỏ cái danh sách xếp hạng của Phạm Nhật Vượng ra khỏi danh sách. Lý do là cái cổ phiếu của VinFast nó quá là biến động. Đúng không? Ngay cả tiền số, những cái meme coin cũng rất là khó để có được cái mức độ biến động như cổ phiếu VinFast thời gian vừa qua. Hiện tại thì nó đã rớt về cái mức giá chỉ có 36 đô thôi. Trước đó thì đỉnh cao đã có những lúc lên đến gần 93 đô la một cổ phiếu, đúng không? Rất là cao. Đỉnh điểm xả về 11, 10, 10 đô mà x lên đến 9 lần. Từ đáy lên đỉnh x lên đến 9 lần. Và từ đến đỉnh xuống đến đây thì lại tiếp tục lại chia gần 3 lần, hơn 2 lần, đúng không? Biến động rất là nhiều. Vậy thì câu hỏi đặt ra là mình biết cũng có những anh chị em có điện hỏi là có nên đầu tư cổ phiếu VinFast hay là bán khống cổ phiếu VinFast lúc này hay không. Thì đầu tiên nói cho anh chị em biết đó là nếu như mà muốn tham gia vào đầu tư hay giao dịch cổ phiếu VinFast thì mọi người có thể tìm đến cái sàn FX Pro. Sàn FX Pro nha, là có cái công cụ để cho chúng ta giao dịch VinFast. Nhưng tuy nhiên ngay khi mình vừa click vào cái mã cổ phiếu VinFast trên FX Pro á thì mình cũng thấy rằng là mua bán cổ phiếu này thật sự là không biết có lời hay không, nhưng nhìn vào cái mức phí qua đêm cho lệnh mua cũng như là lệnh bán, một cái mức phí quá là kinh khủng, đúng không ạ? Biến động ngày hôm nay giá mở cửa là một cái cây nến rất là lớn, đúng không ạ? Giảm từ mức 44 giảm về 35 thì biến động là 17%. Thế nhưng ngay cả khi giá cổ phiếu này có không biến động đi chăng nữa thì một đêm chúng ta, tức là qua một đêm chúng ta giữ lệnh nha, cái phí và chúng ta thực hiện lệnh mua hay lệnh bán đều bị tính cái phí qua đêm, cái phí swap rất là cao, rất là lớn. Mọi người có thể nhận thấy rằng 3,1 cho cái lệnh bán, đúng không ạ? Và gần 2,9% cho cái lệnh gọi là cái lệnh mua. Chi phí bán khống rất là lớn, đúng không ạ? Nhiều anh chị em đang muốn bán khống cổ phiếu này, hãy lưu ý nha. Nếu như mọi người bán khống giữ lệnh quá nhiều ngày, một ngày mà mất 3,1%, chưa kể là các cái sàn mà cho trade CFD này thì lại còn bị cái swap 3 day, tức là tính cái swap nó nhân 3 lên vào cái thứ tư nữa. Tức là nếu như mọi người giữ lệnh qua đêm ngày thứ tư thì sao? Thì bị cái phí swap nó lên đến nhân 3 lên nữa, tức là xem 10%, 9,3%. Còn cái này xem nếu như cho lệnh mua và nắm giữ nha, vẫn bị tính cái swap cực kỳ kinh khủng lên đến, nếu như vào đêm thứ tư nhân 3 lên 2,8, 2,9 nhân 3 gọi là 3 nhân 3 cũng xem gần 9%. Đấy là ngay trong cái tình huống, là chưa kể tình huống nếu như mà chúng ta còn sai hướng thị trường nữa nha, thì thấy rằng là gì ạ? Rất là kinh khủng, đúng không ạ? Đấy, mọi người ví dụ mọi người thử search một cái mã cổ phiếu khác đi, là Tesla đi, chúng ta xem cái phí qua đêm này nó là cao hay thấp nha. Chúng ta xem thử xem là Tesla đi, là một cái công ty cũng là cùng ngành thuộc về xe điện, đúng không ạ? Tuy nhiên Tesla thì rất là rộng, họ tham gia cả hàng không vũ trụ rất là nhiều, cũng rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là gì, cũng không phải là nhỏ. Như vậy với cổ phiếu thì dường như là trên CFD chúng ta, tức là sàn FX Pro cho rất là nhiều cổ phiếu ở đây, thế nhưng mà cái phí qua đêm thì cũng rất là kinh khủng, đúng không ạ? Đấy, bất kể là mua hay là bán nha, bất kể là mua hay là bán nha, rất là kinh khủng. Như thế này thì rất là ngại, rất là ngại giao dịch những cái cổ phiếu như này, đúng không ạ? Đấy. Đấy là nói sơ lược nha, nếu như anh chị em vẫn muốn giao dịch đầu tư cổ phiếu này ấy, thì có thể tìm đến FX Pro nha. Tất nhiên là có thể liên hệ các bạn sale, xem có bạn nào làm IB cho các sàn FX Pro này không. FX Pro cũng là một sàn tương đối lớn nha, cũng không phải là sàn nhỏ đâu. Đấy, thì có thể sẽ đầu tư trên cái sàn này. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về VinFast, tất nhiên cũng sẽ không quá sâu được, nhưng mà cũng sẽ đủ để chúng ta có một cái nhìn nhận rằng liệu rằng là có nên tham gia đầu tư cổ phiếu này hay không, mua cũng như là bán khống nó hay là không. Thì trước khi buổi ngày hôm nay chúng ta nhìn qua một chút, anh chị em còn nhớ buổi Zoom tuổi của tuần trước không ạ? Về cái chiến lược tham minh và lệnh nhé, mọi người có còn nhớ không?
về cái cách mình bày cho mọi người tham minh vào lệnh bằng gọi là WM formation, là hai cái dạng stop hand đó. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có một cái thiết lập rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đó là cái kèo CAD JPN chúng ta nhận thấy, đúng không ạ? Cũng tiếp tục là một cái trạng thái gần như là trading range trong cái phiên 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 Á, đúng không ạ? Sau đó break out, đúng không ạ? Tiếp tục tạo ra cái điểm W formation với long pin bar tại second leg. Khi nhận thấy cái mẫu hình này thì là lúc mình enter vào lệnh. Và cái kèo này thì hit take profit rồi, vừa mới hit khi nãy thôi nhỉ. Với cái tỷ lệ risk reward cũng khá là tốt, không phải là tệ, đúng không ạ? Stop loss chỉ có 15 pip thôi và chúng ta đã đạt được khoảng 35 pip lợi nhuận. Thì đây là cái kèo mà ôn tập lại cái buổi hôm trước chúng ta vào nha. Ok, để tập trung vào cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về VinFast. Đầu tiên chúng ta sẽ xem sơ lược về cái tình trạng cái bản báo cáo, gọi là cái báo cáo tài chính của VinFast. Thì mình thấy ở đây ấy, có một cái trang là Vietstock, họ đưa ra một cái link, đó là cái báo cáo về dữ liệu, tức là cái báo cáo tài chính quý 2. Báo cáo tài chính quý 2 và họ có trích dẫn một cái bảng ở đây, đúng không ạ? Cái bảng số liệu đây về vốn chủ sở hữu, về cả hệ số nợ phải trả, về dư nợ trái phiếu, về lợi nhuận sau thuế, về tỷ suất. Cái thứ về cơ bản thì VinFast vẫn đang là giai đoạn đốt tiền thôi, tức là vẫn đang giai đoạn lỗ, lỗ rất là nặng, đúng không ạ? Lỗ rất là nhiều. Nhưng cơ bản thì cái lỗ này vẫn đang trong cái dự toán, trong cái dự tính của họ. Đấy, thì không biết là mình đã tìm khá là nhiều, nhưng mà không biết là tại Vietstock này họ lấy đâu. Theo mình đoán thì là họ trích từ cái báo cáo của Vingroup. Vingroup thì mới công bố báo cáo tài chính cách đây 2 ngày. Và có lẽ là họ lấy từ cái số liệu của VinFast riêng, họ viết cái bài báo này. Nhưng thực tế mà vào nguyên trang của SEC á để tìm kiếm nha, tất cả những cái báo cáo của VinFast mình đã tìm ra ở đây. Đấy, trên Nasdaq. Đấy. Thì chúng ta biết rằng là Nasdaq, mọi người lưu ý nha, VinFast là công ty nó đăng ký trụ sở tại Singapore đó, chứ không phải là ở Việt Nam vẫn có chi nhánh, nhưng trụ sở chính của nó đặt tại Singapore nha. Đừng nhầm lẫn là nó ở tại Việt Nam nha. Đấy. Thì chúng ta biết rằng nó là gì? Tất cả các cái báo cáo của VinFast đều phải báo cáo khi mà niêm yết lên trên Nasdaq, thì đều phải thông báo cho SEC, tại vì trở thành công ty đại chúng. Thì tất cả đều phải được niêm yết trên cái SEC, là cái Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ này. Và đấy, mình đã sắp xếp theo cái thứ tự thời gian thì cái báo cáo mới nhất mà họ báo cáo ở đây thì chúng ta nhận thấy rằng là từ cái ngày mà họ báo cáo là ngày 14 tháng 8 và họ cái ngày mà chính thức đưa lên phiên định như thế này thì chúng ta nhận thấy rằng là gì? Ngày 18 tháng 8, như vậy sớm nhất là 18 tháng 8. Cách đây khoảng chừng gần 12 ngày, đúng không ạ? Khoảng chừng 2 tuần, đúng không? Thì chúng ta vào cái link này thì mình đã mở sẵn ra đây rồi. Nó chính là cái báo cáo của công ty tài chính, của công ty VinFast mà mới nhất cho đến cái ngày mà chúng ta có hiện tại ấy. Đó là gì ạ? 31 tháng 3 năm 2023 là cái số liệu mới nhất mà chúng ta có ở đây. Đấy, thì không biết được là Vietstock là một cái trang về cổ phiếu Việt Nam, không biết là họ lấy cái dữ liệu này ở đâu thì mình không biết, nhưng theo như mình đoán thì có vẻ như là họ lọc ra từ cái báo cáo của tổng công ty mẹ là Vingroup nha. Vingroup vừa mới công bố cái bản báo cáo bạch, có vẻ họ lấy cái dữ liệu này ra. Nhưng còn nếu xét riêng của VinFast thì đến lúc này chúng ta mới chỉ có cái dữ liệu cho đến cái 31 tháng 3 mà thôi, 31 tháng 3, tức là của cái quý 1 mà thôi, chứ quý 2 chúng ta vẫn chưa có dữ liệu. Thì ngay cả trên Investing ở đây mình cũng xem cái tuần này thì chúng ta nhận thấy rằng rõ ràng không có công ty VinFast nào được có cái đưa ra cái báo cáo thu nhập trong cái tuần này cả, đúng không? Thế ra chúng ta thấy rằng là gì? chưa có nha. Đấy, nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng nó là gì? Thì chúng ta sẽ xem sơ bộ tình hình tài chính của VinFast. Thì mọi người có thể nhận thấy ở đây nó là một hoặc hai cái mục chúng ta cần chú ý, đó là tài sản, đúng không ạ? Đấy, tổng tài sản thì bao gồm có tài sản lưu động, tức là tài sản ngắn hạn ấy, tài sản những cái thứ mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng ấy. Ngoài ra có tài sản dài hạn, và tổng của nó chúng ta nhận thấy rằng là tính theo cái con số đô la Mỹ thì đâu đó là như này, chúng ta nhận thấy rằng nó gì? Hơn 5 tỷ theo tại cái số liệu báo cáo tài chính này, đúng không ạ? Đấy. Và trong một cái bảng cân đối tài sản ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng ngoài tài sản thì còn có nợ, đúng không ạ? Thì tổng nợ đang nợ thì cũng có nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Tổng của nó thì cũng đang lớn hơn cả cái tổng tài sản mà họ đang có, đúng không ạ? Đấy. Thì đây là những cái dữ liệu mà thuần rất là về kế toán thôi. Rất là thuần về kế toán. Và chúng ta chú ý đến cái tình hình kinh doanh của nó thì về cơ bản VinFast hiện tại mấy năm vừa rồi thì vẫn đang lỗ. 2020, 2021, 2022 và cả
theo như 6 tháng đầu năm của Vietstock trị giá đấy thì tiếp tục là vẫn đang lỗ nữa, đúng không ạ? Đấy, chứ chưa có chưa có lời nha, lỗ sau thuế tiếp tục 18.000 tỷ nữa 6 tháng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy ở đây đó là gì? À, nếu như mà tính trong cái kỳ tháng 3 thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Tiếp tục là lỗ. Tính theo triệu đô đâu đó khoảng gần 600 triệu đô, đúng không ạ? Của cái kết thúc cái quý 1. Đấy. Thì thực ra điều này cũng không có bất ngờ, thì chúng ta biết rằng là VinFast là một công ty mới đang trong cái giai đoạn gọi là gì ạ? Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư rất là nhiều thứ. Cho nên rằng là mà doanh thu hiện tại thì cũng vẫn doanh số bán xe thì chúng ta biết rằng cũng rất là ít thôi đấy, bán xe cộ hiện tại. Ví dụ như là của cái quý 1 vừa rồi chỉ đạt có hơn 65 triệu đô mà thôi. Đúng không ạ? Thì đối mặt với những cái chi phí rất là lớn như thế này thì chúng ta chuyện công ty này lỗ cũng không phải là quá bất ngờ, đúng không ạ? Và ở đây thì có một cái trang, đó là cái trang Market Screener. Họ đã tổng hợp từ cái năm 2020, chúng ta biết rằng nó là gì ạ? Về cơ bản thì liên tục là lỗ mà thôi. Doanh số là cái cột màu đen nha. Và cái cột màu vàng á, là cái lợi nhuận hoạt động. Còn cái màu xanh á, là lợi nhuận ròng. Thì chúng ta nhận thấy rằng thì chúng ta thấy rằng là về cơ bản ấy, là công ty này toàn là lỗ thôi. Năm sau lỗ nhiều hơn năm trước. Chuyện này cũng không có gì là quá bất ngờ, đúng không? Cho nên nếu như mà để mà soi vào báo cáo tài chính của VinFast hiện tại thì chúng ta thấy rằng là chưa nói lên được cái tình hình gì cả, đúng không ạ? Không có nói lên được cái tình hình gì cả. Đấy, đây là một công ty mà mấy năm gần đây chỉ kinh doanh chỉ có lỗ chứ chưa có lãi, đúng không ạ? Đấy, cho nên nếu như mà để mà soi vào báo cáo tài chính mà đưa ra quyết định đầu tư vào, liệu rằng có nên đầu tư vào VinFast hay là không ạ, thì rõ ràng kết luận nó là không, đúng không ạ? Tại vì có lời đâu mà đầu tư. Đấy, có lời đầu tư. Thế nhưng trên cái phương diện là nếu như chúng ta bỏ qua những cái về phân tích báo cáo tài chính ấy, mà chúng ta nhìn vào một cái khía cạnh rất là đặc biệt của VinFast. Thì trên trang Yahoo đấy á, mình có, tức là ở đây có một cái trang báo của tài chính của Việt, cái trang công thương của Việt, họ có nói về cái vốn hóa của VinFast có lúc đạt đến 100 tỷ, cho đến thời điểm hiện tại lúc đỉnh cao còn hơn 200 tỷ. Và họ có một cái sự so sánh, đó là gì ạ? Họ so sánh với lại tổng cái khối lượng giao dịch hay là cái vốn hóa niêm yết ở trên cái sàn chứng khoán của Việt Nam là HNX và VN Index thì sao? Cái này còn lớn hơn 1,5 lần tổng giá trị vốn hóa của hai cái sàn. Đây, tức là cái vốn hóa của riêng VinFast thôi nha, là cái hôm đó là 86 tỷ thì đã lớn gấp 1,5 lần tổng giá trị vốn hóa của hai sàn HNX và sàn Upcom. Xin lỗi nha, không phải là VN Index nha, vừa nãy mình nói sai nha. Đấy, tức là sàn Hà Nội và sàn Upcom. Đấy, rất là lớn, đúng không ạ? Và rõ ràng là nó còn xếp trên cả những cái hãng xe rất là đầu đời, thí dụ như là Mercedes, Benz, BMW, Volkswagen, Ferrari, Honda, Ford, tất cả những ông lớn này xếp sau VinFast hết. Tất nhiên ở đây chúng ta biết rằng những cái công ty này, ví dụ như là Mercedes, Benz, Volkswagen, Ferrari, Honda, Ford thì họ vẫn tập trung vào mảng xe xăng rất là nhiều, còn VinFast là thuần xe điện. Nếu như xét thuần xe điện thì VinFast hiện tại theo cái vốn hóa như vậy họ chỉ xếp sau có một Tesla mà thôi. Đấy, rất là lớn, tức là công ty lớn thứ hai trong ngành xe điện. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì bài báo này có đưa ra một cái con số mà mình thấy rằng là rất đáng chú ý. Đó là gì ạ? Đó là cái tỷ lệ free float ở đây nó còn bối đỏ nữa cơ. Có vẻ hơi dìm hàng VinFast, đúng không ạ? Đó là ở mức nhỏ chưa tới 1%. Thì con số chính thức mình cũng kiểm tra rồi ra. Thật sự là chưa đến 1%. Đấy, 1%. Thì mọi người có thể nhìn vào cái trang Yahoo ở đây á. Mọi người sẽ nhận thấy rằng đó là gì ạ? Tổng số cổ phiếu, tức là tổng số cổ phiếu mà phát hành của họ ấy, tổng số cổ phiếu phổ thông của họ có thể đưa ra lưu thông ấy là 2,32 tỷ cổ phiếu. Nhưng thực tế cho đến cái thời điểm hiện tại này này thì họ mới chỉ đẩy ra thị trường lưu thông có 7,18 triệu mà thôi. Chúng ta lấy 7,18 mà chia cho 2,32 tỷ ấy, thì cái tỷ lệ này nó xấp xỉ xem khoảng 0,05%. Xem phần đó mà thôi, từng đó mà thôi. Đấy, mọi người hình dung không ạ? Đấy, và những cái người sở hữu cái số lượng này á thì Yahoo chưa có thống kê được,
Yahoo Finance là một cái công ty tài chính, họ chưa có thống kê được. Một cái dịch vụ, trang dịch vụ tài chính, họ chưa có thống kê được. Và chúng ta chỉ có biết rằng nó là gì ạ? Cái khối lượng mà cổ phiếu có thể mua bán trên thị trường tối đa có thể lưu thông lúc này á, rất là nhỏ, chỉ có 7,18 triệu cổ phiếu mà thôi. Đúng không ạ? Và chúng ta hiểu rằng là gì? Với 7,18 triệu cổ phiếu như thế này, nhân với lại cái giá trị hiện tại của cổ phiếu VinFast, của cổ phiếu VinFast ngày hôm nay ấy, là đang khoảng, cứ cho là 40 đô đi. Đúng không ạ? 7 x 4 là 28, 7 x 40 là 280, như vậy là khoảng 280 triệu đô mà thôi. Rất là, nếu như so sánh với cái quy mô vốn hóa toàn thị trường, nó rất là nhỏ. Đúng không ạ? Rất là nhỏ. Và với một cái thị trường nhỏ như vậy thì chúng ta biết rằng nó là gì nhỉ? Rõ ràng rằng là cái câu chuyện thao túng giá ở đây ấy, tất nhiên lên đến Nasdaq dưới sự kiểm soát của SEC, thao túng giá thì nó không, chắc chắn là sẽ không có dễ dàng rồi. Nhưng với một cái thị trường có thanh khoản mỏng như vậy thì người ta không có ý đồ thao túng giá, nhưng chỉ cần một cái khối lượng giao dịch tương đối lớn thôi thì cũng sẽ làm cho cái cổ phiếu VinFast này nó biến động rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nhìn lại vào trong cái biểu đồ của VinFast nha, chúng ta sẽ xem cái khối lượng giao dịch của nó. Mọi người sẽ nhìn thấy mà xem, đúng không ạ? Ngay cả cái phiên giao dịch có khối lượng lớn nhất ở đây nha, chúng ta nhìn trên cái time frame lớn hơn một chút. Chọn cái zoom to buy update. Đó, đây này. Ngay cả cái phiên giao dịch khối lượng lớn nhất ấy, thì cái phiên này này, nó cũng chỉ lên đến đâu đó xem một cái ngày mà tăng giá khá là mạnh này này, là tầm khoảng 18 triệu cổ mà thôi, đúng không? Đây là con số 15, vậy trên đây nó khoảng chừng 18. Tức là 18 triệu cổ phiếu được trao tay mà thôi. Còn lại những cái phiên khác thì cũng loanh quanh đâu đó khoảng dao động khoảng 12 đến 15 triệu cổ phiếu. Và chúng ta biết rằng tổng số có thể sẽ phát hành ra đến thị trường là đến 2,32 tỷ cổ. Nhưng bây giờ họ mới chỉ đẩy ra có 7,18 triệu mà thôi. Đúng ạ, một cái phần trăm rất là nhỏ, 0,05%, cứ làm tròn như vậy đi, 0,05%, con số cực kỳ nhỏ như vậy. Đấy, cho nên mới nói rằng là gì ạ? Chỉ cần một cái khối lượng giao dịch tương đối một chút thôi thì có thể, nếu như một cái khối lượng đó là mua lên á, thì cũng đẩy giá cổ phiếu VinFast tăng rất là mạnh. Và tương tự như thế, chỉ cần một cái khối lượng tương đối nhỏ bán xuống cái cổ phiếu VinFast này cũng sẽ làm nó tụt giá rất là nhiều. Tụt giá rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, cho nên bây giờ ấy, thật sự là giá cổ phiếu VinFast nó sẽ không phụ thuộc vào những cái mà chúng ta có ở đây đâu, những cái dữ liệu mà chúng ta có ở đây đâu, những cái báo cáo tài chính hay là cái triển vọng công ty trong tương lai này đâu, nó sẽ không phụ thuộc vào điều đó. Mà nó chỉ phụ thuộc vào duy nhất một cái, đó là gì ạ? Các cái ông nắm giữ cái cổ phiếu, cái số lượng 7,18 triệu cổ ấy kìa, các ông ấy đang mua đi hay là bán ra, mua vào hay là bán ra. Mọi người có hình dung không ạ? Đó. Đấy, còn câu chuyện bán khống thì ở đây nha, chúng ta sẽ nhìn lại cái câu chuyện bán khống, phí của nó sẽ rất là đắt. Phí bán khống hiện tại rất là đắt. Đặc biệt là với cái tỷ lệ free float thấp như vậy, thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Tất nhiên trên mỗi sàn sẽ lại khác nhau. Cho nên là cái việc mà vay mượn cổ phiếu để mà bán khống thì nó lại càng đắt đỏ nữa. Cái phí đó lại càng đắt đỏ nữa. Trên các sàn khác nhau, với FX Pro là như này, với cái sàn khác, mình không biết những cái sàn khác là như, mình cũng chưa xem nhưng mới tìm được FX Pro cho giao dịch. Còn các sàn khác mình kiểm chứng về cơ bản, các sàn lớn khác đều vẫn chưa cho giao dịch VinFast. Chúng ta chưa có cơ hội tiếp cận với đầu tư VinFast. Nhưng nếu đầu tư trên FX Pro, chúng ta đang chịu những cái phí rất là gọi là đắt đỏ như thế này. Đúng không ạ? Đấy, thì nhìn vào cái tỷ lệ free float như này thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện giá tăng hay giá giảm của VinFast lúc này nó thật sự nó không có phụ thuộc nhiều vào các cái yếu tố cơ bản. Dường như nó chỉ phụ thuộc vào cái gì ạ? Cái khối lượng mà tập trung 7,18 triệu trong tay những cái người này mà thôi. Đúng không ạ? Một cái cách khác nữa để đánh giá được cái triển vọng về giá cổ phiếu VinFast đó là gì? Chúng ta nhìn vào giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành. Đúng không? Đấy, nếu như mà chúng ta hình dung ví dụ nhà mình bán bún, bên ông hàng xóm ông bán phở, thì rõ ràng nếu như mà ông hàng xóm ông đi đông khách ấy, thì cái kỳ vọng về cái việc bán bún bên nhà mình cũng có thể cũng sẽ gọi là phát đạt hơn, đúng không ạ? Tức là nó cùng ngành với nhau. Nếu như ông bán được 10 cái xe thì, và ông đang bình thường đang bán được 10 cái xe, mà nếu như bỗng nhiên ông bán được thêm tháng nào 15-20 chiếc ấy, thì đương nhiên cái kỳ vọng của tôi đang bán được một chiếc xe mỗi tháng, tôi cũng có thể kỳ vọng sẽ bán lên được 1,5 đến 2 chiếc, đúng không ạ? Kiểu như thế, đúng không? Cho nên một cái cách khác ấy, là chúng ta có thể nhìn vào các cái công ty cùng ngành đồ của VinFast để xem triển vọng là như nào. Thì cái công ty mà mọi người có thể soi vào ngay á,
nhưng mà anh chị em thiết chế cái biểu đồ VinFast này giống với cái tòa landmark của thành phố Hồ Chí Minh. Công nhận giống thật. Thì chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu của cái công ty đồng hành nhất, đó chính là Tesla, TSLA, để chúng ta xem nó liệu rằng nếu như mà ứng nó với lại VinFast thì liệu rằng nó có hoặc là có tiềm năng hay là không, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Thật ra là có, đúng không ạ? Tất nhiên là có. Tất nhiên Tesla thì là một cái vị thế nó cực kỳ nó khác rồi, đúng không ạ? Thanh khoản một phiên của nó có thể lên đến hàng tỷ, đúng không ạ? Với VinFast thì cứ cho là 15 triệu cổ phiếu mỗi phiên đi, nhân với giá 40 á, thì đâu đó cũng mới chỉ xem một khoảng 600 triệu, bắt đầu làm gì đã được, đúng không? 15 triệu và nhân với 4 là thành 60 triệu, đúng không? Tổng khoảng 600 triệu. Đó là phiên rất là lớn rồi, còn bình thường thì vẫn thấp hơn, đúng không? Thì chúng ta biết rằng nó là gì ạ? Như Tesla đây chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy triển vọng khá là tốt. Tại vì sao? Biểu đồ của nó thì khá là đẹp, đã break out được cái... Để chỉnh lại cái này nha. Break out được cái điều chỉnh trong thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Và liên tục xác lập cái gì ạ? Đấy, những cái vùng đỉnh đáy ngày càng cao hơn. Và nhìn biểu đồ của Tesla như thế này thì chúng ta có cái hy vọng là có thể sẽ còn tiếp tục đi lên cao nữa, đúng không ạ? Như vậy nếu như mà nhìn vào Tesla để mà đánh giá sang VinFast thì chúng ta thấy rằng cũng có cái cơ hội, đúng không ạ? Cũng có cái cơ hội đấy, chứ không phải là không, đúng không ạ? Hay nhìn vào các cái công ty khác, thí dụ ngoài Tesla thì chúng ta có hãng xe điện rất là lớn nữa, NIO Energy, nếu biết trên sàn Nasdaq đấy, thì cũng rất là đẹp, rồi cũng khá là đẹp, đúng không? Chúng ta nhận thấy rằng là sau một cái thời kỳ giảm giá trên đỉnh sideways dài á, thì đã bắt đầu break out đi lên và đã quay trở lại retest, đúng không ạ? Đấy. Và một cái cách khác nữa, đó là chúng ta sẽ nhìn nguyên vào cả cái nhóm automobile, tức là nhìn nguyên vào cái nhóm ngành ô tô của Mỹ ấy, xem là nó có sáng sủa hay không bằng cái cách kích vào xin lỗi nhà, phải là sector summary này chúng ta mới tìm ra được. Thì automobile nó thuộc trong cái thằng XLI này. Auto part là không phải là hoàn toàn đây, automobile đây này. Đấy, thì mọi người click vào đây, mọi người sẽ xem cái biểu đồ của nguyên cả cái nhóm ngành ô tô này. Nếu như nó đẹp thì rõ ràng là cũng có cái hy vọng, đúng không ạ? Chúng ta xem biểu đồ của nguyên nhóm ngành như vậy thì về cơ bản nó cũng khá là được chứ không phải là xấu, đúng không? Chúng ta xem biểu đồ lớn hơn một chút nha. Update. Đó. Chọn thêm nữa đi. Chọn xem khoảng 3 năm vừa rồi đi. Xem biểu đồ 3 năm để thấy cái xu hướng tổng thể của nó nha. Đó. Thì rất là giống với cái biểu đồ của Tesla mà chúng ta vừa mới xem, đúng không ạ? Đó là gì nhỉ? Đó là một cái cú break out cái đường trend line, đúng không ạ? Đó. Thêm một cái tín hiệu cũng rất là bullish, đó chính là cái đường trung bình di động 50 ngày cắt qua cái đường trung bình di động 200 ngày, đúng không ạ? Biểu đồ thì liên tục có cái cấu trúc giá là gì ạ? Tạo đỉnh, tạo đáy mới cao hơn, đúng không ạ? Tạo đỉnh, tạo đáy mới cao hơn. Và biểu đồ này thì có thể gợi ý cho cái kịch bản là cái nhóm ngành ô tô nói chung á vẫn có thể sẽ còn đi lên nữa, đúng không? Mà nếu như cả cái ngành mà nói chung mà đi lên như này ấy, thì tương lai VinFast cũng khá là ok, đúng không ạ? Khá là ok. Những điểm duy nhất mà chúng ta cần phải đầu tư lúc này, cần lưu ý lúc này nó là gì? Chỉ nằm tại cái con số float này thôi. Nó quá nhỏ, đúng không ạ? Nếu như con số này đủ lớn lên để, tức là thanh khoản ở ngoài thị trường nó đủ lớn ấy, để cho một cái tổ chức nhỏ hoặc một cái cá nhân nhỏ nào họ không đủ khả năng họ tác động lên giá được ấy, thì có thể yên tâm đầu tư theo xu hướng chung của cái nhóm ngành nó được. Nhưng mà với cái tỷ lệ float nhỏ như thế này á, tức là những cái người này họ đã có cổ phiếu trong tay rồi, ngay khi giá mà tăng lên đủ, gọi là đủ cái mức mục tiêu chốt lời của họ cái, họ xả hàng ra một cái thì sẽ sập ngay, không có lực đỡ, đúng không ạ? Tại vì thanh khoản nó mỏng như này nó rất là khó. Nó không giống như Tesla ví dụ như mà một cá nhân nào đó bán thoát hàng đi 1-2 tỷ đô cũng sẽ không có làm cho cổ phiếu nó tác động mạnh được. Nhưng với VinFast này, với cái tỷ lệ mỏng như thế này thì sẽ rất là khó, đúng không ạ? Sẽ rất là khó. Cho nên nếu như bây giờ hỏi rằng là có nên đầu tư
mua nắm giữ dài hạn VinFast hay là không, thì theo đánh giá cá nhân của mình ý, thì là cũng không nên. Nếu như mình cá nhân sinh sống tại Việt Nam mà không nên, tại vì sao? Thì chúng ta không có cơ hội đầu tư tại đầu tư cổ phiếu, mua nắm giữ cổ phiếu VinFast trên các cái sàn, thí dụ như Interactive Broker của Mỹ chẳng hạn, những cái sàn chứng khoán của Mỹ chẳng hạn. Tại vì thì sao? Tại vì chúng ta không có khả năng chuyển nạp tiền vào trong đó. Nạp tiền ở trong đó rất là khó, đối với cá nhân không, gần như là không thể. Thường phải nhờ người gọi là sinh sống tại Mỹ, có quốc tịch tại Mỹ họ mới nạp tiền vào được. Còn chúng ta chỉ có thể đầu tư gọi là CFD, nó không phải thật sự là cổ phiếu, ví dụ như trên FX Pro này thôi. Chúng ta đầu tư đây á, là đầu tư CFD, là một cái mô phỏng cái giá cổ phiếu thôi, chứ không phải là cổ phiếu thật. Cho nên chúng ta phải chịu những cái phí qua đêm, những cái phí mua bán, cả lệnh mua lệnh bán rất là đắt như này. Thì chứ không nên, đối với cá nhân sống sinh sống tại Việt Nam thì không nên. Trừ khi là người sống tại Mỹ, và cũng phải xác định đi dài hạn, tức đi cùng với cả cái ngành này cơ. Đấy, đi cùng với cả cái ngành này cơ. Còn triển vọng hiện tại thì chúng ta nhận thấy rằng VinFast vẫn chỉ đang trong giai đoạn đốt tiền mà thôi. Hoàn toàn là lỗ mấy năm qua chứ làm gì đã có đồng lời nào, đúng không? Cho nên nếu như mà để vào đầu tư, nó muốn nắm giữ dài hạn thì theo đánh giá cá nhân của mình lúc này thì cũng phải rất là cẩn trọng. Đấy, chúng ta nhận thấy đây là những cái nhóm, những cái mã công ty cùng ngành nha. Cái NIO này chúng vừa nãy chúng ta vừa mới xem đây này. Ở đây không thấy Tesla, thì có thể Tesla thì nó rất là rộng. Nó không chỉ riêng mỗi cái xe điện này đâu, mà nó còn nghiên cứu cực kỳ rất là nhiều thứ ở trong đó. Thuần xe điện thì có thể đây là chính là những cái nhóm công ty gọi là thuần xe điện. Đấy. Câu hỏi nữa đó chính là có nên bán khống Tesla lúc này, bán khống VinFast này không? Vì mình biết rất là nhiều người mang cái tâm lý là gì ạ? Là bán khống cổ phiếu này lúc này. Tại vì thấy nó cao, nó tăng cao quá nhỉ, tôi bán khống nó xuống. Nhưng đấy, xin lưu ý anh chị em nha. Với bán khống không biết liệu rằng là nó có giảm cho hay không, nhưng mà cứ qua mỗi một cái ngày mà chúng ta nắm giữ vị thế thì đã bị lỗ rất là nhiều. Với cái sủ ép lớn như thế kia. Đó, tất nhiên là nếu như bắt được đỉnh 92 và bán xuống phía này thì cũng rất là lời rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy trừ đi phí qua đêm mỗi một ngày nha, cũng không phải là nhỏ. Đúng không ạ? Không phải là nhỏ. Đấy, cho nên rằng là và hai nữa thì theo đánh giá của mình, bán khống thật sự là cực kỳ rủi ro. Với cái khối lượng nhỏ như thế này, được lưu thông như này, bán khống nó rủi ro lắm. Đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì nếu như mà cái khối lượng cái số 7,18 triệu là những cái người mà họ thật sự có hàng trong tay này ấy, không có bán ra. Đúng không ạ? Thì đến một lúc nào đó những cái ông bán khống này này sẽ không có hàng để vay để trả lại sàn. Đúng không ạ? Chúng ta làm sao chúng ta bán được? Bằng cái cách là chúng ta phải mượn cổ phiếu của sàn để bán. Chứ không phải tự nhiên bán là bán bằng tiền của mình đâu nha. Tức là chúng ta phải thế chấp tiền vào và mượn cổ phiếu của sàn ra để bán. Thế nhưng đến một lúc nào đó nếu như mà những giá giảm quá, những cái người mà sở hữu 7,18 triệu cổ này họ không có động lực để họ chốt lời nữa, thì lúc đó ấy, chúng ta không thể, chúng ta gần như rất khó để tìm được cái, hay là vay mượn, hay là mua được cổ phiếu trên thị trường để mà hoàn lại cái vị thế vay mượn trên cái sàn giao dịch. Điều đó là cực kỳ rủi ro và nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy, cho nên cái, theo đánh giá cá nhân của mình ấy, thì cái việc bán khống lúc này là hoàn toàn không lên đối với cổ phiếu VinFast này. Tức là một cổ phiếu đối với VinFast này gần như là, tất nhiên là nếu như mà để rủi ro, để mà gọi là theo cái gọi là rủi ro cao lợi nhuận lớn, để mà dạng hơi hướng theo đánh bạc một chút thì vẫn có thể đầu tư được, vẫn giao dịch lướt sóng được. Nhưng thật sự nếu như mà để có yếu tố chuyên nghiệp ở trong này mà đụng vào hàng VinFast lúc này á, thì mình thấy rằng thật sự là không nên nha, rất là khó. Thì phân tích thì dữ liệu chúng ta thấy rồi đấy, đúng không ạ? Dữ liệu của mấy năm qua bản cáo bạch trước khi lên sàn thì toàn là lỗ thôi, chúng đâu có lời đâu, đúng không? Và hàng này thì lại là cái hàng gọi là siêu không có thanh khoản quá thấp, lót chỉ có 7,18 triệu, giao dịch khối lượng một phiên lớn nhất chỉ lên được hơn 15 triệu đến 18 triệu một cổ thôi, quá là bé, đúng không ạ? Nếu như một tổ chức lớn mà họ tác động, họ tham gia vào mua bán thì rõ ràng sẽ đẩy giá đi rất là xa theo chiều hướng, có thể là tăng, có thể là giảm, đúng không ạ? Đấy. Thì đó chính là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ liên quan đến cái cổ phiếu VinFast này. Vì thấy thời gian qua rất là nóng, trên các truyền thông tài chính nhắc rất là nhiều đến cái cổ phiếu VinFast này, nói rằng nó là gì ạ? Là tỷ phú Phạm Minh Vượng thì
đứng top thứ, có những lúc đóng đứng đến top 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 5 của châu Á đúng không ạ, top thứ 16 của thế giới, tức là rất là nhanh. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nó là gì ạ, hoàn toàn cái đó nó chỉ có giá trị tham khảo trên giấy thôi. Đó cũng là cái lý do chính các cái tổ chức như Forbes họ gỡ cái danh sách xếp hạng ra. Tại vì sao? Tại vì nếu như ông Vượng bây giờ ông chỉ bán ra một cái khối lượng rất là nhỏ trong tổng số 2,32 tỷ cổ này á, thì sẽ làm cho cái giá VinFast nó về đâu, đúng không ạ? Hiện tại mới chỉ có 7,18 lưu thông. Thế nếu như mà ông Vượng ông bán ra một cái số lượng cổ phiếu nào đó, tức là ông cash out, tức là ông chuyển cổ phiếu thành tiền mặt, thì làm sao ông có thể giữ được cái mức giá như này, đúng không ạ? Và chúng ta hãy hình dung là đến một ngày nào đó tổng số cái con số 2,32 tỷ đấy nó sẽ đi ra thị trường, tức là người ta có quyền mua và bán nó, đúng không ạ? Đấy, thì sao ạ? Liệu rằng nó còn giữ được cái mức giá 35 này nữa hay không? Giống như là nhiều các cái dự án tiền số trước đây, cái năm 2021 là cái đỉnh cao ý, thời cái phong trào của các cái dự án IDO bên tiền số ấy. Chúng ta biết rằng là lúc đó các cái dự án IDO ấy, họ sẽ tổ chức, gọi là họ sẽ bán, hoặc là bán trước khi mà họ liên biết cái mã token hay là cái đồng tiền điện tử nó lên các cái sàn giao dịch, và họ sẽ bán cho các cái nhà đầu tư, gọi là các cái nhà đầu tư sớm. Đấy, tất nhiên không nói đến các cái nhà gọi là SIS, các cái nhà đầu tư thiên thần hay là các cái phòng SIS private, những cái phòng cá nhân như vậy thì không nói, nhưng mà họ có thể tổ chức IDO, đúng không ạ? Tức là cái lần đầu mà phát hành ra công chúng ấy. Đấy, tức là tổ chức bán công khai á, thì họ chỉ bán một phần rất là nhỏ thôi, ví dụ họ sẽ chỉ bán 1,5 đến 2% tổng số cái lượng cung token của họ thôi, tức tổng số cái họ có thể phát hành ấy. Còn lại thì họ sẽ có một cái chiến lược mở khóa về sau, có thể kéo dài trong nhiều năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều chục năm họ sẽ mở khóa hết. Thì cái cổ phiếu VinFast này cũng tương tự như vậy. Hiện tại nó mới chỉ ra thị trường có 7,18 triệu cổ này thôi. Họ sẽ phải có một cái chiến lược rất là dài hạn để làm sao mà đưa dần hết cái lượng cổ phiếu 2,32 tỷ này đi ra lưu thông. Làm sao mà thành công được, đó là gì ạ? Là khi họ đưa ra được ví dụ như khoảng một nửa cái số này, 50% trên 50%, tức là khoảng 1 tỷ cổ phiếu ra lưu thông rồi, mà giá cổ phiếu vẫn loanh quanh được cái vùng này, thì lúc đó cái giá trị tài sản của Phạm Nhật Vượng lúc đó nó mới có giá trị còn là đáng để thống kê, đúng không ạ? Tức là lúc đó thanh khoản thị trường rất là lớn, ông Vượng ông ấy có bán đi vài trăm triệu cổ phiếu, vài chục triệu cổ phiếu VinFast nó cũng không thật sự ảnh hưởng giá quá nhiều, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mới chỉ lưu thông có 7,18, mà như ông bán đi chục triệu cổ phiếu chẳng hạn thì làm cái giá này cũng thì rơi chui lòng đất, đúng không ạ? Làm giá cổ phiếu rớt về lòng đất mất, đúng không ạ? Cho nên là các cái tổ chức họ không có đưa ông vào danh sách xếp hạng cũng có cái lý do của nó. Tại vì cái tỷ lệ float của cổ phiếu này nó quá là nhỏ. Nó không thể, nếu như mà một cái cổ đông lớn như ông Vượng ông ấy bán hàng ra thì đương nhiên cái giá cổ phiếu sẽ không có giữ được cái mức này. Nó sẽ là một cái mức nó rất là thấp. Đúng không? Đấy, và cái mức thấp như vậy lại nhân ngược lại với cái con số 2,32 tỷ này á, thì rõ ràng vốn hóa của VinFast làm gì mà lên đến được cái con số tận 200 tỷ như vậy, đúng không? Ví dụ như bây giờ là 2,3 tỷ cổ, đúng không ạ? Nhân với lại cái giá, ta cứ làm tròn là giá 40 đi, 2,3 nhân với lại nhân lên 4, đúng không ạ? Thì nó đâu đó xem khoảng 8-90 tỷ, đúng không? 8-90 tỷ. Đỉnh cao của nó ở phía bên trên này xem khoảng gần 200 tỷ, đúng không? Đấy, 8-90 tỷ. Nhưng chúng ta hình dung là đây chẳng qua là vì cái khối lượng, cái float của nó quá nhỏ như này thôi. Chứ còn nếu như mà bây giờ đột ngột mà đẩy ra thị trường luôn, nó sẽ không hấp thụ nổi. Và Vin họ cũng đang có những cái chiến lược để họ đẩy dần cái lượng này ra lưu thông bằng cách một chiến lược chúng ta thấy ngay ấy. Đó là gì? Đó là cái người mà mua xe của VinFast, xe điện VinFast bây giờ được họ tặng cho 30 cổ phiếu VinFast, đúng không ạ? 30 cổ phiếu VinFast. Và họ có nói rằng là như vậy là xem quy ra tiền mặt được khoảng 1.000 đô la Mỹ. Tất nhiên nếu như chỉ bán thì có 30 cổ phiếu trên thị trường á, thì đương nhiên được 1.000 đô. Nhưng chúng ta hình dung nếu như mà tất cả cái những cái người có 30 cái cổ phiếu đó bán ra cùng một lúc thì sao? Chắc chắn giá nó sẽ tác động đến giá rất là mạnh, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà họ có cái chiến lược, tức là nó đưa vào lưu thông một cách rất là dần dần, một cách rất là từ từ như vậy. Ví dụ anh mua một cái xe thì anh cũng được sở hữu 30 cái cổ phiếu này. Vậy ngay cả khi anh có bán đi 30 cổ phiếu này á, nó cũng sẽ không tác động đến giá cổ phiếu được, đúng không? Nó rất là nhỏ như vậy. Đấy, thì đó là những cái chiến lược, sẽ còn rất là nhiều cái chiến lược khác sau này nữa. Thế nhưng mà bằng cách nào đó sẽ phải đưa cái lượng 2,32 tỷ này
ra lưu thông mà làm sao cho nó ít tác động đến cái giá cổ phiếu này nhất. Thì đó mới là cái thành công của VinFast. Chứ không phải là bây giờ lại cứ lấy hẳn cái con số 2,32 tỷ xong nhân với cái thị giá. Của thị giá này thực ra chỉ đại diện được cho có 7,18 triệu này thôi. Đúng không ạ? Chứ làm sao đại diện cho hẳn 2,32 tỷ này. Và nhân với có nói rằng vốn hóa của VinFast vượt gấp cả 1,5 lần. Cái ông sàn HNX cộng sàn Upcom như này, thực sự nó vô lý quá, nó không có đúng tí nào cả, mọi người có hình dung không ạ? Đấy thì liên quan đến cái cổ phiếu VinFast, mình có một vài cái chia sẻ như vậy. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia vào cái buổi Zoom ngày hôm nay. Anh chị em có cái câu hỏi nào thì chúng ta có thể sẽ bàn luận trong cái phần thảo luận tới này nha. Xin mời mọi người nha.